Hello, xin chào tất cả các bác đang xem YouTube cửa hàng âm thanh số đỏ các bác nhé. Hôm nay thì em mới bắt đầu cho về cái lô loa CIF VK10 cộng. Hôm trước thì em đã lên sóng các bác cái lô loa CC10 cộng rồi và CC12 và VK12 cộng rồi. Nhưng ngày hôm nay thì em Xuân mới bắt đầu tiết lộ cho các bác một lô loa, nó chính là mã VK10 cộng. Đây là mã full 25, rất là đẹp đồng bạc. Và đặc biệt cái mã VK10 cộng này công suất lên tới 300W cho một chiếc các bác nhé. Đấy, rất là cao. Đấy. Và các bác nhìn thấy khác biệt đây, khác biệt giữa mã CC10 và VK10 cộng ở cái nẹp này. Các bác thấy là cái nẹp nhôm của cái mã VK10 cộng này nó sẽ to hơn. Đấy, nhìn cái lo nó cảm giác nó cứng cáp hơn. Còn cái heo vẫn đặc trưng, tem cái heo vẫn đặt ở đây. Đấy. Đó, nhìn cái lo rất là chắc chắn, cực kỳ chắc chắn luôn. Đẹp lắm các bác ạ. Nhưng tiếc một điều là cái lô này chỉ được có tổng cộng có 8 đôi các bác ạ. Có 8 đôi thôi, hiện tại đang vệ sinh được 4 đôi đây rồi, một đôi là 5 với lại ngoài kia đang để mấy đôi lại chưa vệ sinh xong. Tổng cộng có 8 đôi, quá ít luôn các bác. Ít khủng khiếp luôn. Thì các bác thấy đây. À, hình dáng bên ngoài thì nó gần giống với mã CC10. Đấy, nhưng mà cái mã này nhìn nó mạnh mẽ hơn, cái nẹp to hơn, cứng cáp hơn, đầm tay hơn. Đấy. Ở phía sau chúng ta thấy là công suất nó sẽ lớn hơn mã CC10 một chút. À, công suất của mã này nó sẽ lên tới đây, em sẽ cho bác hơi ánh ngược đẹp các bác nhé. Đấy, công suất sẽ là 300W cho một chiếc loa, hoạt động tục là 1200, chạy 8 ohm và giải tần xuống tới 50Hz, sản xuất năm 2014 tháng 11 2014 các bác nhé. Có tem 7 màu hàng xịn đây và cái cần gạt thêm 3 tép ở đây, sực xịn xòa luôn. Đặc biệt các bác nhìn thấy đây, nó vẫn vậy thôi, vẫn là con tép Selection, vẫn là con tép Selection CDX11445, một trong những dòng tép mà tạo nên cái thương hiệu của hãng Selection, sử dụng rất rộng rãi luôn, cực kỳ hay các bác nha. Con bass Deso đấy, quá nổi tiếng chủ dòng CIF đấy, đẹp chưa các bác, có nét đúng không bác? Bass Deso thì phải nói là nổi tiếng lắm rồi, một con bass cho tiếng bass cực kỳ hay. Con tép của Selection này siêu sáng luôn, phân tần của CIF thì không bao giờ làm cho các bác phải thất vọng. Một cái phân tần có thể nói là đẹp nhất trong những loại phân tần đẹp. Kiểu dáng nó quá mê mẩn luôn. Toàn bộ chở được tản nhiệt bằng những cái lá nhôm kinh điển luôn. Sử dụng tụ C-cup 100% nhập khẩu của Mỹ. Đấy, cuộn cảm siêu to, có phần chống cháy tép ở đây. Tem QC ngày sản xuất ở đây hết. Các bác nhìn nó to không bác? Em thề bác nhìn này, cái phân tần loa 25 này mà to này, nó dài hơn một cái găng tay của em. Nó tiếp từ đây, tiếp từ đây luôn. Đấy, tiếp từ đây luôn, nó dài hơn một găng tay của em, nó to như một viên ngói và bắt 25 các bác ạ. Bảo đẹp, CF họ làm đẹp thật, thùng vách thì siêu dày các bác ạ, thùng vách của CF phải siêu dày, toàn bộ là sơn sần cát các bác nhá. À, khác nhau một điểm cái gì ạ? Đối với cái mã CC10 thì nó là sơn sần thường, nhưng đối với mã VK10 cộng thì nó sẽ là sơn sần cát các bác nhá. Đấy, thì với cái mã VK10 cộng này phải nói một điều là nó có giống như đề, càng ngày càng hiếm, thực sự luôn, có đẹp. Thì với cái mã CC10 cộng á, CC10 em đang bán với giá là 7.500.000 đồng cho một cặp. Nhưng với cái mã VK10 cộng thì hiện tại bên em đang bán với giá là 7.800.000 đồng cho một cặp. Nó sẽ cao hơn cách đây khoảng 5 tháng 300.000 đồng các bác nhá. Cái lý do nó cao hơn bởi vì là tiền giá trị tiền tệ hiện tại bị nâng lên khá là cao, cho nên là nó bị lệch mất 300.000 đồng. Em báo ra các bác chính xác luôn. So với cách đây 4-5 năm về trước thì giá cũng không thay đổi. Nếu mà so với tỷ giá bây giờ thì các bác là bây giờ lệch với ngày xưa 300 ngàn đồng tính là dễ hơn, bởi vì tỷ giá bây giờ là khác nhau rồi. Đấy, cái loa này phải nói là một cái loa giữ giá cực kỳ tốt luôn, không bao giờ mất giá. Một đôi loa cân giải tiếng cực kỳ hay, công suất lớn, đánh cực kỳ phê. Riêng đôi loa này em Xuân không cần quảng cáo nhiều, em Xuân nói luôn các bác này, bao dùng thử 10 ngày không ai không ưng, không thích cứ trả lại loa, lấy lại đủ tiền về, không cần lý do, không cần ý kiến, không cần gì hết, không cần giải thích bất cứ một câu gì hết. Chỉ cần nói một câu, ơ, bán cho mày. Đấy, mày bán cho tao, tao chán này. Trả lại tiền đây là xong. Thế là xong. Không cần nói nhiều, ok không ạ? Với một đôi loa phải nói là quá đẹp các bác ạ. Và hiện tại số lượng là rất ít các bác. Cho nên những bác khách nào hiện tại đang thích dòng loa CIF cái heo, một trong những dòng loa thương hiệu đến từ Mỹ, đẳng cấp, cân giải hay, đôi loa này chưa độc lập gia đình, tập phòng tổng 30m², rất là ok, thoải mái đấy. Đấy, bác nào mà cần mà bạo lực hơn thì dùng thấm súp thôi, chứ còn nếu mà để karaoke nghe nhạc thì như loa này là quá ok, quá ngon rồi, quá đẳng cấp rồi các bác nha. Đấy, thì anh em hãy nhanh tay để sở hữu ngay đôi loa này, một trong những đôi loa. Đây là đôi loa CIF cuối cùng trong năm 2023 âm lịch của số đỏ rồi, nên các bạn nhanh tay nha.
một đôi loa chơi test rất là đáng chơi, rất là thực sự hay, bảo hay tuyệt đối các bác nhé.